Xin chào các bạn, mình vừa mới đặt mua trên mạng một cái mạch điện khá hay các bạn ạ Đây là một cái mạch điện nguồn các bạn nhé Và theo như quảng cáo thì với cái mạch điện này Chúng ta có thể là ổn định điện áp đầu ra Và ổn định dòng điện đầu ra Đồng thời mạch điện này cũng có thể dùng để sạc pin và bảo vệ pin Có nghĩa là khi mà pin đầy thì nó sẽ tự động nó ngắt dòng sạc cho chúng ta Và hôm nay mình cùng các bạn sẽ xem xem với cái mạch điện như thế này Nó hoạt động có đúng như quảng cáo hay không Chúng ta hãy cùng bắt đầu video thì cái mạch này nó sẽ sử dụng một cái con IC nguồn đó là con XL4015 đây là một cái con IC có khả năng là ổn định dòng điện và điện áp đầu ra khá nổi tiếng rồi hiện tại là cái thời buổi công nghệ bây giờ nó có những con IC nhỏ gọn như thế này phải cực kỳ là là thích luôn. Thì cái mạch này nó là cái mạch hạ áp chứ không phải là cái mạch bút áp không phải tức là không phải là một cái mạch tăng áp các bạn nhé Có nghĩa là cái điện áp đầu vào à, bao nhiêu thì nó sẽ hạ thấp xuống và theo thông số kỹ thuật ấy, thì cái điện áp đầu vào nó rơi vào khoảng từ 4 cho tới 38V Còn điện áp đầu ra thì nó sẽ nhỏ hơn à, dưới 38V và chúng ta có thể điều chỉnh bởi hai cái chiếc áp này thì trong đấy là một cái chiếc áp này sẽ là điều chỉnh về điện áp đầu ra và cái chiếc áp bên tay trái này là điều chỉnh cái dòng điện đầu ra có nghĩa là chúng ta sẽ hạn dòng được các bạn nhé ở đây nó sẽ có một cái con diode này một cái cuộn cảm để mục đích là nó điều chế sung điện áp đầu ra nó hạ áp và đây nó sẽ dùng một cái con LM358 các bạn này cái con này là mục đích để nó so sánh cái điện áp đầu ra để dùng cho cái tính năng sạc pin các bạn nhé ở đây nó sẽ có ba cái đèn led để nó thông báo cho chúng ta trong đó là cái đèn R này là red này khi mà nó sáng lên có nghĩa là cái đầu ra nó đang quá tải Đấy, thì là nó sẽ sáng lên và khi mà nó quá tải rồi thì nó sẽ ngắt cái điện áp đầu ra còn B là blue blue này thì là báo hiệu là đang sạc pin còn khi mà đèn green nó sáng này G, tức là đèn G này sáng này có nghĩa là pin nó sẽ đầy Đấy, khi mà trong quá trình chúng ta sạc thì hai cái đèn này sẽ báo cho chúng ta OK bây giờ chúng ta sẽ tiến hành test về cái tính năng là ổn định điện áp các bạn nhé đây mình sẽ sử dụng một cái nguồn này, mình sẽ cấp điện cho cái mạch này. Bây giờ mình sẽ đặt ở cái mức điện áp là 24V. Thì các bạn lưu ý là với cái mạch này, cái nguồn đầu vào ấy là các bạn phải đấu đúng chiều các bạn nhé. Bởi vì ở đây nó không có cái chống ngược dòng. Nếu như các bạn nào muốn chống ngược dòng thì đơn giản là các bạn sẽ dùng một cái con diode bên ngoài. Các bạn sẽ đấu vào cái nguồn đầu vào này thì nó sẽ chống ngược dòng được. Còn hiện tại là mạch nó không có sẵn nên là các bạn phải đấu đúng. Nếu mà đấu sai thì có thể nó gây cháy. Còn đây là đầu ra mình sẽ cắm vào một cái bóng đèn 12V và hiện tại mình đang nối tiếp hai cái dây tóc lại với nhau à, thì như vậy là cái bóng đèn này có thể chịu được điện áp 24V. Rồi, bây giờ mình sẽ cấp cái điện 24V vào nhá. Còn thấy không? 24V vào thì bắt đầu đã có tín hiệu điện áp đầu ra. Rồi bây giờ mình sẽ đo cái điện áp đầu ra xem là đang là bao nhiêu V nhá. Ok. Hiện tại đầu ra nó đang là 16,5 Bây giờ mình sẽ hiệu chỉnh cái điện áp đầu ra Ở một cái mức mong muốn của mình Ví dụ như là mình sẽ hiệu chỉnh cho nào Bây giờ mình sẽ hiệu chỉnh về cái mức 12V đi Và các bạn sẽ hiệu chỉnh bằng cái chiếc áp mà mà mình đang hiệu chỉnh như này Nó có hai chiếc áp thì một chiếc áp là hiệu chỉnh về dòng và một chiếc áp là hiệu chỉnh về điện áp cái chiếc app này nó là cái chiếc app mà vi chỉnh nên là vặn phải rất nhiều vòng thì nó mới hiệu chỉnh được nên là các bạn cứ vặn từ từ thôi nhé. Rồi, à đây mình đang cho cái điện áp đầu ra đang là 12V. Thì bây giờ là mình sẽ thay đổi cái điện áp đầu vào xem là cái điện áp đầu ra nó có bị thay đổi hay không các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ thay đổi cái điện áp đầu vào này. Hiện tại là cái điện áp đầu vào nó đang là 24V thì các bạn nhìn thấy trên màn hình đang là 24V này. Mình sẽ giảm điện áp đầu vào đi Đấy, bây giờ giờ điện áp đầu vào từ 24V mình sẽ chuyển xuống 18V thì các bạn nhìn thấy điện áp đầu ra nó vẫn là 12V. 15V là đầu vào thì điện áp đầu ra nó vẫn là 12V. 14V này, 13V, 12V này. Đấy, 12V đầu vào thì điện áp đầu ra nó là tụt xuống một chút. Thì các bạn lưu ý đây là mạch hạ áp nên là đầu vào tối đa bao nhiêu thì đầu ra tối đa nó chỉ thế thôi. 11V thì điều đầu ra nó sẽ thấp hơn Ok, mình sẽ hạ nó xuống ở cái mức 3V thôi nào. 3V. 2V. 2V là là không được. Như vậy thì cái này nó phải từ 3 đến 4V trở lên đầu vào thì nó mới hoạt động nhé Rồi thì qua cái test vừa rồi thì các bạn thấy được rằng là cái mạch này có cái tính năng ổn áp đúng không ạ? Điện áp đầu vào có thay đổi như thế nào thì điện áp đầu ra nó vẫn ra theo cái mà mình đã hiệu chỉnh từ trước. Rồi bây giờ mình cũng các bạn sẽ test cái khả năng ổn dòng đầu ra của cái mạch này các bạn nhé. Thì mình sẽ dùng một cái kìm ampe đo dòng một chiều đây. Và bây giờ mình sẽ cấp nguồn vào. Ok, các bạn nhìn thấy là cái dòng đầu ra là mình đang ghim ở mức là 1,5 ampe. Các bạn có thể là điều chỉnh cái dòng đầu ra thông qua cái chết áp này các bạn nhé. Vặn xuôi chiều kim đồng hồ thì là tăng dòng đầu ra. Đấy, các bạn nhìn thấy tăng đầu ra thì ánh sáng đèn nó sáng mạnh hơn. Còn vặn ngược chiều kim đồng hồ thì là nó sẽ giảm dòng đầu ra. Thì mình sẽ ghim ở cái mức là khoảng 1,5A. Rồi mình sẽ ghim mức mức 1,5A. Thì à, bây giờ mình sẽ thay đổi cái điện áp đầu vào. Xem là nó có sự thay đổi cái dòng đầu ra không các bạn nhé. Mình đang đặt đầu vào là 24V nhé. Bây giờ mình sẽ tăng lên này. 27V, 28V này. Thì các bạn nhìn thấy dòng dòng đầu ra là nó vẫn ổn mức là 1,5A này giảm nó đi này còn 22V này thì nó vẫn ổn định này 15V này thì nó vẫn ổn định ở cái mức dòng đầu ra là khoảng 1,5A thì các bạn thấy là với cái điện áp đầu vào nó có thể thay đổi như thế nào đấy à, nhưng mà điện áp và dòng điện đầu ra của cái mạch này nó vẫn ổn định cho chúng ta được rồi tiếp theo mình cũng bạn sẽ test một cái tính năng đó là cái tính năng sạc pin của cái mạch này các bạn nhé thì đây mình có một cái viên pin 18650. Thì với cái việc mà chúng ta dùng cái mạch này để sạc pin thì các bạn cần phải lưu ý cho mình đó là các bạn sẽ phải biết được cái loại pin đấy là loại pin gì và cái mà điện áp khi mà cái pin đấy nó đầy ấy, là nó bao nhiêu volt. Thì các bạn sẽ chỉnh cái điện áp đầu ra của cái mạch này nó tương ứng với bấy nhiêu vôn Ví dụ như cái pin này là pin 18650 Điện áp đầy của cái pin này nó rơi vào khoảng là 4,2V Thì các bạn sẽ chỉnh cái điện áp đầu ra của cái mạch này nó cũng phải là 4,2V các bạn nhé. Đây nó khoảng là 4,2V đây là cái điện áp đầu ra các bạn nhé. Khi mà các bạn đã hiệu chỉnh chuẩn cái điện áp đầu ra rồi thì chúng ta sẽ đấu cái pin vào cái mạch của chúng ta. Và các bạn lưu ý là chúng ta sẽ phải đấu đúng cực các bạn nhé. Thì các bạn nhìn này, ở à, bình thường ấy là trên mạch của nó là cái màu xanh lá này. Và khi mà chúng ta cắm cái pin nó vào để chúng ta sạc thì nó sẽ chuyển từ màu xanh lá sang màu xanh dương. Các bạn nhìn nhé, các bạn nhìn thấy chưa đèn nó chuyển sang màu xanh dương khi mà nó đèn nó chuyển sang màu xanh dương này là nó báo là chúng ta đang sạc sạc pin các bạn nhé còn khi mà pin nó bắt đầu đầy đến 4,2V nó bắt đầu đầy thì nó sẽ chuyển từ cái màu xanh dương này sang màu xanh lá là chúng ta sẽ biết được rằng là à, pin nó đã được đầy rồi bây giờ mình sẽ đo xem là cái dòng sạc của cái quá trình sạc này nó đang là ăn bao nhiêu ampe các bạn nhé thì các bạn thấy là pin của chúng ta đang sạc với cái dòng là 0,25A thì trong quá trình sạc thì các bạn lưu ý là các bạn sẽ chỉnh cái cái chết áp dòng này các bạn sẽ chỉnh làm sao để cho cái đèn màu đỏ này nó không sáng bởi vì khi đèn màu đỏ nó sáng là nó báo hiệu là đang quá dòng khi mà đã quá dòng rồi thì lập tức là cái điện áp đầu ra nó sẽ bị ngắt rồi sau khi mà nó sạc uh, pin nó đầy thì các bạn nhìn thấy là nó đã chuyển từ cái màu xanh dương sang màu xanh lá này và cái dòng lúc này nó sẽ giảm đi rất nhiều Gần như là nó không còn dòng sạc nữa. Thì mình sẽ đo cái điện áp đầu ra của cái pin này. Thì các bạn thấy là cái điện áp đầu ra của pin thì nó rơi vào khoảng 4,2V sau khi mà nó ngắt dòng sạc. Đấy là pin ở đây. Rồi tiếp theo mình sẽ test cho các bạn xem là cái công suất của cái mạch này. Tức là cái dòng tải mắc của cái mạch này xem nó bao nhiêu. Mình sẽ dùng một cái bộ tải giả như thế này các bạn nhé. Ok, cấp nguồn vào. Thì bây giờ cái điện áp đầu ra của nó đang là 4V Bây giờ mình sẽ chỉnh lên cái mức khoảng khoảng 5V đi Ok các bạn nhìn thấy cái màn hình ở đây Nó đang là cái mức khoảng 5V hơn một tí Đây là cái mức đầu ra của cái mạch này nhé Và bây giờ mình sẽ test với cái dòng điện là nhỏ dần 1A dần đã Rồi mình sẽ test với mức 1A thì test cái này là các bạn phải để ý các cái con IC nguồn này xem nó có nóng quá không các bạn nhé. một a thì ok nhé. Nếu như mà nó tụt xuống cái điện áp 5V đầu ra mà nó tụt xuống thì chứng tỏ là nó đang quá tải. Nhưng mà nếu như mà nó vẫn không tụt xuống và cái đèn đỏ ở trên cái mạch của chúng ta nó không sáng thì là ok. Bây giờ mình sẽ nâng lên cái mức là 2A. 2A thì tụt rồi, tụt rồi. Đèn đỏ nháy một cái. Đây, ngắt luôn này. 2A là ngắt luôn này. Bây giờ mình sẽ uh, bật lại cho các bạn xem các bạn để ý cái đèn đỏ của cái mạch nha Đấy, sáng đèn đỏ một cái là sẽ bị tụt rồi, 2A là không ổn. Thế thì bây giờ mình sẽ hiệu chỉnh cái 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 thiết áp dòng này, mình sẽ hiệu chỉnh uh, quay theo chiều kim hồ để nới lỏng, tức là tăng cái công suất của cái dòng này tối đa nhất này, mình sẽ vặn để tối đa nhất này. Xem là nó dòng nó bao nhiêu bởi vì theo như quảng cáo thì con này nó có thể cho ra dòng tới 5A cơ mà. Đấy, mình vặn uh, coi như là đây mình đang 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 vặn uh, theo chiều kim đồng hồ là uh, để cho cái dòng da của nó là tối đa nhất nhá ok bây giờ mình sẽ tăng dần lên 1,5 a là ok nhá 16 17 18 19 2 ampere ok 2 a ok này 3 a cũng ok này mình phải sờ kiểm soát xem là nó có bị nóng quá không nhá 3 a với cái điện áp 5V vẫn ok nhá 4 a Ok. 5A thì báo rồi, 5A báo động là 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 ngắt rồi. Thế thì bây giờ mình sẽ bắt đầu cũng sẽ dần dần giảm xuống 4 4A xong rồi 4.1, 4.2 xem nào. Bật lên nào. 4A thì ok nhá. 4.1 này. 4.2 ok, 4.3, 4.4, 4.5 4.5A là ok. Nhưng mà cái đèn đỏ này có hiện tượng nháy này các bạn này. Đấy, nó nháy nháy này. Là đang biểu thị là đang dần dần quá dòng đấy. Mình thử nới ra thêm hết cỡ đi xem nào. Đấy. Các bạn vặn tới khi nào nó chặt chặt tay thì các bạn dừng lại nhé. Các bạn đừng có mà dùng lực vặn mạnh quá là nó hỏng đấy. Các bạn lưu ý này. Cái con này nó bắt đầu nóng lên rồi này. Bây giờ mình sẽ test nhanh đến cái mức 5A xem nào. Ok. 5A là ok nhá, Nhưng mà thôi mình phải giảm đi thôi. Nóng quá thôi. Nóng nóng nóng. Như vậy là con này có khả năng chịu được 5A các bạn ạ. Đây nhưng mà nóng quá. Cái con nguồn công suất này khá nóng đấy. À, và các bạn muốn chạy được ở cái mức 5A thì các bạn sẽ phải tản nhiệt cho con này thật tốt rồi à? Là nó tải được mức mắc là 5A có thể hơn một chút. Nhưng mà thông thường thì các bạn nên dùng ở cái mức khoảng 3 đến 4 a trở xuống thôi. Đừng có nó dùng mắc công suất của nó thì nguồn nó sẽ nhanh hỏng. Thế thì bây giờ mình sẽ cho ở cái điện áp nó tăng lên xem nào tăng lên 12V nhé. Đây, điện áp đầu ra đang là 12V này. Đấy, điện áp đầu ra 12V. Và bây giờ mình vẫn để cái mức dòng mắc xem là nó có tải được ra 12V 5A không nhá Vẫn ok các bạn nhé. 12V 5A, ok luôn. Như vậy à, các bạn thấy là à, con này cho ra cái dòng tải khá lớn. Tới 5A các bạn. Đấy, nhưng mà nóng rồi đấy. Như vậy là ok, con này tải khá lớn đấy, 5 ampe là ok rồi. Cái bài test cuối cùng mà mình muốn test cho các bạn đó là chúng ta sẽ chập mạch cái đầu ra của cái mạch này xem nó có bị cháy mạch không nhé. Mình sẽ đo cái nắp đầu ra của mạch này các bạn nhìn thấy này. Đây là điện áp đầu ra của mạch này. Hiện tại điện áp đầu ra nó đang là 12V các bạn nhé. Bây giờ là mình sẽ chập mạch này xem hiện tượng gì xảy ra các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy chưa? Điện áp về không 0V. Và các bạn nhìn thấy là cái đèn màu đỏ nó đã sáng và nó đang ngắt cái điện áp đầu ra bây giờ mình nhả ra này điện áp lại trở về 12V này đóng này đấy không vô này mở ra như vậy là các bạn thấy được rằng là với cái mạch này cho ra công suất lớn nhưng cũng có tính năng đó là bảo vệ chập mạch các bạn nhé Ok, mình cũng vừa mới giới thiệu và chia sẻ cho các bạn một cái bộ mạch nguồn cực kỳ hữu ích. Với cái bộ mạch này thì các bạn sẽ có được cái điện áp đầu ra và dòng điện đầu ra ổn định cho dù điện áp đầu vào nó có thay đổi hay không. Và cái công suất của mạch này cũng tương đối lớn nên là cũng có thể đáp ứng được rất nhiều các cái ứng dụng cho tất cả mọi người. Nếu như các bạn muốn mình review thêm một cái sản phẩm nào đó, hãy bình luận ở dưới phần mô tả video. Cảm ơn các bạn.